chào quý vị khán giả của chương trình Thời trang và nhân vật. Tối thứ bảy hôm nay không biết là quý vị có tò mò về những điều mới lạ trong chương trình hay không. Nhưng riêng Hoàng Anh thì đang rất nóng lòng muốn chia sẻ đến quý vị những thông tin thời trang vô cùng đặc sắc. Chúng ta hãy cùng nhau bước vào chuyên mục đầu tiên ngay bây giờ nhé. Thưa quý khán giả, tuần lễ thời trang thu đông vừa khép lại, nhưng đây mới chính là lúc mà chúng ta chiêm ngưỡng cái nhìn toàn cảnh nhất về phong cách thời trang của phái Mạnh, đầy nam tính, ngẫu hứng và phá cách nhưng không kém phần lịch lãm. Đó chính là những phong cách mà chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua cũng như dạo quanh một vòng thế giới thời trang của phái Mạnh quý vị nhé. Sức hút của mùa thu đông không nằm ngoài những chiếc áo khoác dáng dài đầy lịch lãm. Và đâu đó vẫn là sự xuất hiện của các áo khoác dáng dài màu camel mang đặc trưng của mùa. Nói đến áo khoác phải kể đến bomber jacket thống trị đường phố trong mọi mùa thời trang. Với kiểu áo khoác này, các chàng trai tha hồ biến hóa với mọi phong cách. Các quý ông đường phố còn không quên sáng tạo khi kết hợp nhiều layer khác nhau trên trang phục. Dù sang trọng hay phóng khoáng, thì kiểu layer này vẫn luôn cuốn hút bất kỳ cô gái nào nhìn thấy. Điểm nhấn quan trọng trên trang phục của phái Mạnh mùa này xuất hiện nhiều hơn ở những kiểu áo với slogan mạnh mẽ và những hình in sticker ngộ nghĩnh. Phụ kiện đi kèm như túi xách, nhẫn đã làm nên một quý ông vô cùng sành điệu và đa dạng. Xu hướng dành cho các chàng trai trong mùa này có một nhân vật khá mới, đó là chiếc quần ống lửng với chiều dài ngắn hơn mắt cá chân, tạo nên một phong cách có phần hiện đại và vô cùng cá tính. Sàn diễn dành cho phái Mạnh luôn mang đến những xu hướng, nhưng chính đường phố mới mang lại nhiều nguồn cảm hứng cho các quý ông luôn thanh lịch và phá cách. Push on by. It's funny how hard we try. Quý khán giả thân mến, quả thật là thế giới thời trang của các quý ông đang dần trở nên đa dạng hơn, khiến cho các cô gái như chúng ta phải ngẩn ngơ khi thấy vẻ lịch lãm và phong độ của họ. Hy vọng rằng phần mở đầu của chương trình ngày hôm nay đã mang đến một luồng gió mới cho các quý ông cũng như những ai yêu thời trang nhé. Thưa quý khán giả, trong phần tiếp theo của chương trình, Hoàng Anh xin mời quý vị cùng chiêm ngưỡng bộ sưu tập của thương hiệu Cocozin. Là một trong những thương hiệu trẻ ở Sài Gòn, Cocozin đã mang đến cho các bạn trẻ yêu thời trang bộ sưu tập mới nhất của mình mang tên là Saguaro, với tông màu chủ đạo là camel kết hợp cùng với những tông màu trung tính như trắng, đen và xám, tạo nên hình ảnh của một cô gái mùa thu trẻ trung, quyến rũ và thanh lịch. Chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay bây giờ nhé. Sưu tập được lấy cảm hứng từ một khung cảnh hoang sơ của sa mạc và nhấn trong đó là những một loài hoa rất đặc biệt, đó là hoa Saguaro Cactus, là một loại xương rồng có hoa màu trắng. Thì cái màu trắng và pha với màu của cát sa mạc á thì là màu chủ đạo của bộ sưu tập năm nay. Nhưng mà pha trong đó là những màu gam màu trung tính để cân bằng lại thị giác cho người xem, như là màu xám, trắng và đen. Thì những màu đó không thể thiếu trong tất xuyên suốt của những mùa thời trang trong năm.
Magazine mang đến đã giúp chúng ta có một cảm giác thật khác lạ về mùa thu đông, đầy sáng tạo và phá cách. Hy vọng rằng quý vị sẽ đến ngay với cửa hàng của Coco Jean để chọn lựa cho mình bộ trang phục yêu thích nhất nhé. Thưa quý vị khán giả, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, Hoàng Anh xin mời quý vị cùng đến với hậu trường buổi chụp ảnh của nam diễn viên Kim Lý. Sở hữu một gương mặt nam tính và góc cạnh, giám đốc sáng tạo Nguyễn Hoàng Anh đã tạo dựng cho Kim Lý một hình ảnh của quý ông sang trọng và lịch lãm. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Hình ảnh từ hậu trường buổi chụp ảnh vừa rồi thì chúng ta cũng đã thấy được sự nam tính, góc cạnh và khả năng biểu cảm của Kim Lý hoàn toàn cuốn hút quý vị khán giả. Tiếp theo chương trình hãy cùng đến với những tin tức sự kiện nổi bật. Vừa qua, thương hiệu thời trang cao cấp Gucci đã tổ chức một buổi tiệc thân mật ra mắt bộ sưu tập phụ kiện từng gây ấn tượng trong buổi trình diễn thời trang Rouge 2016 tại quốc tế. Buổi tiệc sang trọng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam như ca sĩ Hồ Ngọc Hà, nhà thiết kế Lý Quý Khánh, Trang Hiếu, diễn viên Hải Yến. Gucci đã có mặt tại Việt Nam từ năm 2007 và trong lần tái khai trương này đã đánh dấu cột mốc quan trọng của nhãn hàng dưới sự điều hành trực tiếp của tập đoàn Gucci. Theo đó, những tín đồ thời trang thực thụ tại Việt Nam sẽ có cơ hội trực tiếp trải nghiệm những sản phẩm chất lượng cùng dịch vụ cao cấp từ thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới. Là một trong những thương hiệu thời trang uy tín và quen thuộc của phái đẹp, thương hiệu Casio vừa qua đã chính thức giới thiệu đến giới mùa điệu thời trang cửa hàng mới tọa lạc trên đường Võ Văn Tần, quận 3. Các thiết kế không nằm ngoài sự nữ tính, lãng mạn và bay bổng. Và ngay từ bây giờ, những người yêu thời trang lại có thêm một địa điểm mua sắm mới để chọn lựa cho mình một phong cách thật ưng ý. Mang đến những giải pháp làm đẹp thông minh và hiệu quả, giúp chăm sóc và dưỡng ẩm tốt nhất cho làn da phụ nữ Việt Nam. Vừa qua, rất nhiều phái đẹp đã tham dự sự kiện đặc biệt mà nhãn hàng Dove muốn dành tặng cho các cô gái ngay tại Dressing Mall. Sự kiện đã mang lại nhiều trải nghiệm mới về làm đẹp. Đêm sự kiện cũng mang đến phần trình diễn thời trang đặc sắc trên làn bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế Aaron Anh Tuấn, lấy cảm hứng từ chính những cô gái trẻ trung, tươi tắn, luôn tự tin. Đặc biệt, anh còn mang đến một phần tư vấn về cách phối hợp trang phục với làn da để các cô gái luôn trông rạng rỡ và sáng nhất.
thưa quý khán giả, hy vọng rằng những thông tin mà chương trình mang lại ngày hôm nay đã giúp quý vị dễ dàng tiếp cận với thế giới thời trang thật thú vị và tràn đầy màu sắc nhé. Mọi thư từ đóng góp ý kiến, quý vị hãy gửi về hộp thư thời trang amoc@hoahongvang.com. Còn bây giờ thì Hồng Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Oh, but ain't no sunshine, oh.